Xin chào các bạn, hôm nay Lava Store sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hộp cơm điện Lavalock EZR216. Với hộp cơm này chúng ta có thể nấu cơm, hâm cơm, hấp trứng, hấp đồ ăn, các loại rau củ quả rất là tiện. Đầu tiên thì ta sẽ cho một lượng nước vào đây, sau đó đến ngăn trứng ăn to nhất. Nếu mà nấu cơm thì các bạn cho cả cơm và nước vào đây. Mực nước thế nào, mực nước trong khoang chứa nước và trong khay chứa đồ ăn như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở trong hướng dẫn sử dụng. Hộp có 3 ngăn, tùy từng nhu cầu sử dụng, các bạn có thể sử dụng cả 3 hoặc bỏ đi 1 ngăn. Sau đó thì đến nắp nhựa. Khay thực phẩm trên cùng. Vì tất cả các cái khay inox này đều làm bằng inox 304, an toàn là sức khỏe. Đậy nắp lại. Các bạn nhớ là trong quá trình hấp cơm thì chúng ta phải bỏ nắp nhựa. Khi mà cả 6 đèn này nháy là chế độ đang chờ. Bên này là cài đặt thời gian bằng phút, bên này là bằng giờ. Khi mà bạn muốn hấp cơm trong 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút như thế này. Một lúc sau là hộp sẽ tự hâm nóng. Đèn sẽ nháy một lúc. Đó, như thế này là bắt đầu chế độ hâm. Khi mà ta muốn hủy lệnh thì ta sẽ nhấn nút than giữ, nhấn giữ trong 3 giây. Đó, lại về chế độ chờ. Chúng khi mà chúng ta muốn cài đặt thời gian là giờ thì chúng ta sẽ sử dụng nút preset. Chúng ta nhấn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. Tối đa là 6 giờ. Có thể cài đặt chế độ hẹn giờ tối đa là 6 giờ. Còn dài hay ngắn thì tùy vào mục đích sử dụng của các bạn. Sau khi 6 giờ bạn ấn nút thang, đèn sẽ nháy trong khoảng 10 giây. Và 10 giây sau thì đèn không nháy nữa là bắt đầu hộp cơm hoạt động. Đó. Trong tất cả các cái quy trình nấu, khi mà bạn muốn hủy thì đều có thể nhấn giữ nút tham trong 3 giây. Hộp cơm sẽ về chế độ chờ. Đó, về chế độ chờ. Và trong suốt quá trình nấu, khi mà bạn nghe thấy một tiếng bíp thì tức là nồi đã hết nước, thì lúc đấy chúng ta còn phải chế thêm nước vào cái khay đựng nước. Đó là toàn bộ cái cách sử dụng của hộp cơm điện Lavalock EZR216. Các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Trong này đã có rất là đầy đủ. Chúng ta có thể tham khảo thêm. Chúc các bạn có một bữa cơm ngon miệng.